Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với solo tiếp theo của mình. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ nói vấn đề hãy chơi tài xỉu bằng một cái đầu lạnh đấy và thông thái để luôn có chiến thắng ở trên các bộ môn tài xỉu lân cửa ở trên con TDC trên đường chơi này nhá. Đấy, ok anh em, và bây giờ thì mình sẽ soi cầu kèo, sau mình sẽ đánh một vài tay, sau mình sẽ nói về vấn đề là ngày hôm nay ấy, thì mình có đọc được một cái content ở trên cái phở bò anh em. Thì hiện tại ở trên cái con trên Big Evan đấy anh em, Big Evan TDC thì có một cái content rất là hay, thì là chào mừng cái ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5 ấy anh em ạ. Anh em biết cái gì chưa? Chắc chắn là anh em, nhiều anh em cũng ít khi vào phở bò anh em không biết đấy. Thì là chỉ cần anh em có những lịch sử lạc và rút ở trên cổng game đấy là anh em có thể nhận được code ngẫu nhiên anh em nhé. Code này là code ngẫu nhiên. Code ngẫu nhiên từ bao nhiêu? Từ 59k, 79k và 99k đấy. Anh em chỉ cần lên Facebook có Big Evan TDC là ra ngay bài sự kiện đấy, là ra ngay bài sự kiện đấy. Là anh em có thể làm gì? Là anh em có thể là làm theo những từng bước mà sự kiện đấy đã đăng lên đấy. Mà cho cái sự kiện này chỉ được 4 ngày đây em ạ, 4 ngày đây em nhé, chỉ từ 28 đến ngày mùng 1 thôi đấy. Nên là anh em là nhanh tay lẹ chân, anh em vào và anh em làm theo những cái bước và trên Evan, trên phở bò, trên người ta hướng dẫn đấy, là nhận code thôi đấy nhá anh em nhá. Đấy, và bây giờ thì mình sẽ nói về vấn đề là khi mà anh em chơi tài xỉu, anh em phải có một cái đầu lạnh này, phải có một cái đầu óc thông thái này đấy, để luôn có một cái chiến thắng tuyệt đối ở trên các bộ môn tài xỉu cân cửa ở trên con TDC trên đường chơi này đấy. Và mình cũng nói luôn với tất cả các anh em đang xem được cái video của mình, tại sao mà lại phải chơi một cái đầu lạnh. Chơi đầu lạnh là anh em đã gọi là có cái đầu lạnh rồi, là lúc nào anh em phải tỉnh táo rồi, đúng chưa anh em? Đấy, là lúc nào anh em phải tỉnh táo tàu, chuẩn chưa? Đấy, mà khi mà anh em đã tỉnh táo rồi đấy thì làm sao? Thì khẳng định với tất cả các anh em đang xem được video này của mình ấy, thì chắc chắn với anh em một điều mà là gì? Là anh em đã tỉnh táo thì làm sao anh em có thể đánh mà anh em phải bắt cầu được vớ vẩn được, anh em phải cay cú luôn anh em. Đấy, cái vấn đề là tại sao mình nói với anh em là anh em phải tỉnh táo. Tỉnh táo là để làm sao để anh em chơi anh em không bị cay cú, anh em hiểu chưa? Đấy, nếu mà anh em chơi mà anh em bị cay cú ấy, thì chắc chắn là khẳng định với tất cả các anh em đang xem được video của mình là 100% là anh em sẽ bị gãy cầu, 100% là anh em sẽ bị thua cuộc. Thế còn thông thái là gọi cái sự gì, trí thông minh của anh em. Đôi khi là anh em chơi là anh em phải dựa những trí thông minh của anh em. Còn nhiều cầu ấy, nó có cả những nhiều cầu, nó có cả cầu thuận mà, và đôi khi nó có cả cầu nghịch nữa, đúng không anh em? Đấy, nhưng mà nếu mà anh em tỉnh táo thì đôi khi là anh em có thể biết cách biến hóa chuyển đổi, đúng chưa anh em? Đấy, biến hóa chuyển đổi cầu thì chắc chắn với anh em và khẳng định với anh em một điều là gì? Là anh em sẽ win thôi. Cái điều đấy là cái điều đương nhiên, cái điều đấy là điều đương nhiên. Nên là anh em chơi thì anh em phải để ý những cái vấn đề này nhá. Chơi phải để ý những cái vấn đề này. Đấy, thì mình đã nói với anh em rồi, đúng không anh em? Đấy, nên là khi mà anh em chơi, anh em gặp những cái đường cầu khó thì làm sao thì anh em phải là thông thái lên, phải gì? Phải có một cái đầu lạnh đấy. Thì khi mà anh em đã có cái đầu lạnh và thông thái rồi thì chắc chắn 100% sao? 100% là anh em luôn là người chiến thắng, vậy thôi, đơn giản mà, đúng không anh em? Đấy, ok anh em, và bây giờ thì tiếp tục trở lại bàn chơi nhá. Đấy, thì mình cũng nói luôn với tất cả anh em, thì hiện tại ở bên phở bò ấy, phở bò anh em không biết anh em người anh em nên chưa đấy. Nếu như mà tất cả anh em mà chưa nên phở bò thì anh em hãy lên phở bò mà có về là Big Evan TDC. Thì hiện tại ở trên Big Evan TDC đang có một sự kiện ngày lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Anh em chỉ có lịch sử lạp và rút ở trên cổng game là nhận được code từ 59, 79 và 99k thôi. Đấy, nhưng mà cái Evan này thì nó không có dài ngày, cái Evan này nó không có dài ngày đâu nhá. Nó chỉ có trong vòng khoảng 4 ngày thôi, từ 28 đến ngày 11 thôi. Nên là anh em phải nhanh tay nhanh chân để vào Facebook và làm theo hướng dẫn và nhận code cho anh em nhé. Thì cái code này là code ngẫu nhiên, thì mình cũng chúc toàn thể gia đình nhà mình đấy là nhận được code là 99 cò, đúng anh em? Nhận được code là 99 cò để sao? Để cho anh em luôn rực rỡ, như anh em rồi đấy. Anh em nhà mình cứ rực rỡ là ok, cứ có lúa về và cứ có lúa về bản là ok, đúng anh em? Đấy, và bây giờ thì anh em lại trở lại bàn chơi nhá, thì xem mình đánh như nào, rực rỡ không anh em thấy chưa? Từ nãy giờ là mình đánh luôn ok, mình đánh luôn là tuyệt vời, đúng anh em? Đấy, cầu kèo thì nó chỉ có vậy anh em ạ. Đấy, khi mà anh em hiểu những dạng cầu rồi, biết được những cái cầu kèo nó rồi thì anh em đánh thì win thôi. Đấy, rất là đơn giản, nó không khó anh nhá. Đấy, rất là dễ chơi và dễ trúng thưởng. Ok, Và bây giờ thì anh em hãy chờ và đợi xem tiếng này sẽ có rực rỡ không nhá. Tiếng này thì mình sẽ vào xích xỉu đây. Ok, bây giờ hãy xem đây. 2, 1 mở là anh em xem kết quả là gì đây. Anh em hãy xem nhá, xem nào. Lên tài anh em ạ, lên tài rồi không sao. Lên tài vậy là cầu anh thay đổi, cầu chuẩn cầu đấy. Chuẩn cầu anh em ạ. 456 này là gãy cầu này. 456 này là gãy cầu anh em ạ. Đấy. Từ từ mình xem nào. Bình tĩnh là 78, 8 ra gì? 8 ra tài, đây là 7, 7 ok, 456, 456. Đây. Để mình từ từ để mình xem nhá. Thì hiện tại cái này đang về xỉu nhiều. Ok, tiếng này đánh về xỉu. Thế về xỉu, tiếng này đánh khoảng 3 cụ đi. Đấy, anh em hãy xem và chờ đợi kết quả xem tay này xem có rực rỡ hay không nhá. Link của con TDC thiên lửa chơi này thì để sẵn cho anh em ở dưới phần mô tả. Anh em mà đam mê thì anh em ấn vào link và tải về và trải nghiệm nhé. Và bây giờ thì hãy chờ và đợi kết quả xem tay này có rực rỡ, xem tay này có chuẩn xác không nào. Xem nào. Đấy, bây giờ hiện tại là 11 tỏi 3 rồi. Chắc chắn và khẳng định với em tiếng này thì 100% là win rồi, chạy đâu khỏi lắng. Rồi, kết quả đây, mình khẳng định với tất cả anh em là 100% tiếng này win luôn. Chuẩn xác anh em thấy chưa? Đẳng cấp đúng không anh em? Đấy, tuyệt vời chưa? Ok nhá. Ok rồi nhá. Đấy. Thì mình cũng nói luôn với tất cả các anh em đang xem được cái video này của mình thì là hiện tại đấy, hiện tại thì ở trên phở bò, ở trên phở bò thì anh em ấn vào chỉ cần gõ cái chữ gì, có chữ là Big Event TDC là ra ngay cái bài sự kiện. Đây cái bài sự kiện thì nó đang vào cái ngày lễ ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5 đấy. Thì chỉ cần anh em có những cái lịch sử lạp rút ở trên cổng game là anh em sẽ nhận được code từ 59k đến 79 và 99k. Đấy, anh em phải nhanh tay, nhanh chân để lấy những cái sự kiện này nhá. Đấy, code này con ngẫu nhiên nhưng mà mình cũng rút toàn thể gia đình nhà mình ấy, là có những code to toàn 99k trở lên nhá. Thì đấy cái sự kiện này chỉ có 4 ngày thôi anh em ạ, 4 ngày thôi nhá, từ ngày mùng 4 đến ngày 28. Ok. Và bây giờ thì mình sẽ kết thúc video ở đây và mình sẽ có lãi rồi, lên được 54,8 rồi, gọi là cũng có chút lãi chút lời. Thì mình cũng xin phép tất cả anh em là mình sẽ chốt lãi tại cái này nhá. Ok anh em, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.